À, quý vị chúng ta cùng đến với tiết mục Miền Hát chiều nay ạ, sáng tác của nhạc sĩ Hồng Đăng qua tiếng hát của cô Anh ạ. Dạ, xin phép được mời cô Anh lên sân khấu ạ. Thank you.
cảm ơn tiếng hát của cô Anh à.